Xin chào cả nhà. Thì như là đã hứa thì hôm nay mình đi sớm 3 ngày để ghé review quay cái ngôi nhà úp ngược sang nhiên ra đình. Đây mọi người đang chụp hình đây nè mọi người. Nè 1 2 3 1 2 3 rồi ok. Còn một lúc này là hoàng hôn đang xuống là đúng chuẩn luôn á. Thấy nghề có khác không? Dạ đúng rồi, thấy nghề có khác. Dạ đúng. Nè, đứng lại ông hết bạn. Vậy đứng lại đây tôi chụp lại, tôi không đợi đứng lại dưới. Tại vì á là đúng cái vị trí người chụp và cái người làm mẫu á thì sẽ lên đẹp à. Dạ. Tại vì mình thiết kế theo cái kiểu đứng ngoài vô nè. Hai từng người từng người. Đẹp quá không? Đẹp quá không? Đang hoàng hôn mà tuy cái mặt mình nó không có sáng như vậy. Mình công nhận giờ đây chụp đẹp nha. Nhìn đây nè mẹ. Để chụp nhật vô. Quá đẹp. Lên liền nha, lên. Dịn cái tay lên hàng rào đó mẹ. Đứng nữa. Ra vô mẹ ơi. Mượn mấy đâu. À ông đứng hai đứa tôi ôm cái. Bây giờ đây nè mẹ. Thấy qua đây thấy. Thấy qua chụp cái đường chứ. Đi xuống vô. Rồi đi lại kia bé ơi. Đi lại kia. Đi lại coi tự nhiên nó cái hàng dữ thế ghê vậy. Đúng rồi, hai mắt kiếm đứng ngay bên đi đứng rồi. Giữ mắt cái đẹp lắm. Đứng nhà bên đó cũng đẹp. Mấy cái cạnh. Không phải qua đây. Chiều hoàng hôn. Mặt trời hoàng hôn lấp ló phía sau căn nhà ướt ngược. Đi đi lại kia luôn đi.